khó mấy câu dữ. Sắp vở này cho anh đàng hoàng coi, 10 triệu. Đưa bên cửa hàng đếm đi. Ngoài cẩm này cho anh đi, em đếm chưa? Đây nghe tỉ. Hãy nãy giờ nhớ đúng rồi.
Mình kiểm tra thông tin giúp em ha. Cái này không, phút trên là thông tin của mình nè, phải chính xác để em xuất hóa đơn đỏ nha. Người quần em giấy chứng minh rồi không nè, mình đo kiểm tra rồi, số điện thoại, chứng minh, địa chỉ, ngày cạn giấy mua bán thông tin, loại xe, rồi sầm tiêu chuẩn ha. Số tiền mình còn lại cửa hàng là 4 triệu đúng không ha? À, số tiền gốc mình là không ha, hiện tại còn lại 4 triệu nè, làm giấy trả đủ. Cái này là khi vô phòng công an, một là mình trả trước ở đây cho em, hoặc là mình giao phòng công an mình trả tiền cho người làm giấy. Người làm giấy mới rút hồ sơ mình làm biển số cho mình ha. Khi đó thì còn nếu không trả tại phòng công an á, thì anh đó sẽ giữ cái giấy hẹn của mình, đợi đem cái cà vẹt xe về chỗ em. Khi nào mình ra trả tiền đem cọc quẹt lại đây nhận luôn đi. Dạ, vậy là hơi lâu nha. Em nói trước, hơi lâu. Lâu là có khoảng bao lâu? Khoảng tầm 10 ngày. 10 ngày sau cái ngày làm giấy. Dạ, nó sẽ hơi lâu hơn là mình đi lấy trực tiếp nha. Lấy trực tiếp là có khoảng bao lâu? Lấy trực tiếp tầm sau 2 ngày làm giấy. Vậy hả? Dạ. Thì sao mày muốn lấy đâu? Tại vì nếu mình thanh toán đủ cái chứ, bữa thứ ba mình thanh toán xong đầy đủ hết thì anh làm giấy sẽ trả cho mình cái giấy hẹn lại. Để bây mình... giờ nè, giờ để về đây lấy luôn đi. Dạ. Rồi cũng như là mình khỏi nhận là thời gian nó hơi lâu hơn. À. Dạ, mình cũng như là mình khỏi lên đó luôn phải không? Phòng mình có đi mình có đi mà dạng làm bán số gì không? Dạ có. Mình phải đi nữa phải không? Dạ đúng rồi. Thứ ba này mình sẽ đã đi lại đó lúc 2:30 cho nó kiểm. Lại đó thì anh liên hệ với lọ anh gọi số điện thoại ha, 0907107152. Nói anh em không là người hỗ trợ mình làm giấy. Có gì mình điện lại anh, chợ anh lại hỗ trợ em làm giấy xe. Em ở đây này hay là em tới gì đó? Nó số điện thoại này đó là của anh Dội đó, tên ảnh đây nè đó. Tính là mình làm giấy luôn, mình lấy ở đó luôn cái một luôn á, tưởng đâu làm trong ngày đấy luôn. Phòng là biển số cho anh thôi chứ nó không có giấy xe liền, chỉ có giấy hẹn. Dạ, nó sẽ đưa mình cái giấy hẹn để mình lại lấy cà vẹt xe. Có chuyển đi này, hẹn đi đó, có không chuyển, có mà. Chuyển gì thôi đi, bây giờ làm cưng vậy nè. Một là mình lại đó lấy nó cũng lẹ hơn, có gì đâu. Một là khi mình vô phòng công an á, không thì mình ra đây mình thanh toán, thanh toán luôn đi. Giờ mà chiều đó cái mình chạy vô phòng công an luôn, tức là chiều mình ra mình thanh toán cho em. Xong giờ 2:30 chiều mình chạy thẳng vô phòng công an luôn. Rồi vô đó mình chỉ bóc biển số xong rồi nó đưa cả không ai cho mình. Không ai dẫn dắt mình đi hết trơn hả? Dạ có người trong đó, anh cứ lại phòng công an đây mà nè. Có người anh gọi này phải không? Có gì cũng hỗ trợ. Mình không có chi phí gì nữa, chỉ có tốn bảo hiểm xe 86 bảo hiểm xe thôi. Cái này là phí biển số là 400.000 em gửi lại mình. Khi vô phòng công an nó bóc biển số thì kêu đóng lại phí, mình đóng giúp em. Đóng lại phí biển số thôi, cái này là giống như người ta vô ấy này. Dạ, tại vì mình vô phòng công an, còn anh vợ chỉ làm hồ sơ cho mình thôi, hướng dẫn mình vô làm. Vô bấm số là ta kêu, ví dụ xong người ta đưa ra cái ấy là cái cặp quẹt thì mình đưa tiền người ta hỗ trợ bấm số. Thì có gì ta hướng dẫn cái gì thì đi theo anh Dội đó đó. Ký tên hả? Dạ, đúng rồi, mình ký không phải không? Lâu quá, 80 năm mấy viết chữ rồi. Biên bản mình giữ ha, mình giữ một bản, em giữ một bản. Cái này là cái phiếu thay nhớ miễn phí của mình, có giá trị một lần ha. Mình ra cửa hàng đây mình để tham gia thay nhớ. Nó hết hạn là ngày 31/2. Này này. Xe thay Honda xe nghỉ cũng được ha. Ở đây có thời hạn.
là xe mới. Dạ. Mình dùng điện thoại cảm ứng đó, cho em mượn em cài đặt phần mềm Mai Honda cộng cho mình ha. Phần mềm bảo hành điện tử, phần mềm đó hiện tại có chương trình quay số trên đó nữa. Em sẽ hướng dẫn cài đặt phần mềm gì. Dạ, cài đặt hả? Bảo hành hả? Có gì là nhắn vô trong máy mình luôn hả? Nhắn máy thông rồi đi được không? Không được chứ.